Các bạn thân mến và các em sinh viên thân mến, chúng ta đã học đến bài 6 về ứng dụng quản lý điểm. Ở bài trước, chúng ta đã làm cái thao tác nhập điểm, nhập hồ sơ và xóa. Vậy thì chúng ta chỉ còn cái mục sửa hồ sơ và cập nhật vào. Cái này ứng dụng rất là hay. Và chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh SQL trong Codeine như thế nào? Đấy. Thì chúng ta sẽ mở ra. Cái giao diện của các em sử dụng là NetBeans hoặc Dreamweaver. Thì cũng như vậy. Nhưng vì cái chữ của thầy dạy các bạn, cái chữ của NetBeans nó sẽ không tương phản lắm. Chính vì vậy các em nhìn nó mờ. Vì vậy thầy dạy bằng cách là thầy sử dụng là ZBrains PHP Storm. Thì đây là một ứng dụng mất phí. Mất phí. Nó cũng giống như cái kia thôi, nhưng mà ở giao diện nó là màu đen. Chữ trên nền màu đen thì chúng ta dễ nhìn rõ hơn so với chữ ở trên nền màu trắng. Các bạn đợi thầy khởi động chương trình lên. Thế thì ở đây chúng ta sẽ bật lại cái trang web của chúng ta. Ví dụ chúng ta nhìn vào đây là localhost public hiện danh sách. Đấy. Thì các bạn đã nhìn thấy là họ tên này, tuổi này, vân vân khi mà chúng ta ghi vào. Thế bây giờ ở nút này nó là nút sửa, nút đơn nút xóa thì ngon rồi. Ta xóa bạn nào đi là ta sẽ xóa được. Đấy. Ví dụ như là thầy xóa bạn Lò Văn Hùng này, các bạn nhìn nhé. Lò Văn Hùng sẽ biến mất trên danh sách. Đấy, Lò Văn Hùng mất rồi. Đúng các bạn. Cái lệnh redirect là lệnh gián tiếp. Nó giúp chúng ta là trở về bảng nhanh hơn. Ở đây chúng ta nhìn thấy là khi thầy sử dụng redirect đây, đường dẫn quản lý điểm danh sách hiện danh sách, tức là vẫn trở về một cái router trước. Ở đây router của chúng ta là đây, hiện danh sách router này, nó trở về router này. Đó. Router này lại, router là cái gì? Là cái ngọn của controller. Nó tác động vào controller. Khi mà chúng ta gọi cái gì đó thì router đó sẽ tìm đường đến controller để nó thực thi cái nhiệm vụ trong controller. Thì controller là cái gì? Thì các em chú ý vào đây, thầy nhắc lại. Danh sách lớp là tên của lớp. Và controller là hàm public function đấy. Cái hàm hiện danh sách của chúng ta ở đây, hàm sâu sinh viên ở đây, hàm này đã không dùng ở trong bài này. Thầy chỉ nói ở trong ví dụ trước thôi. Hàm xóa sinh viên rồi. Bây giờ hàm xếp là ghi sinh viên. Xếp sinh viên là ta ghi vào xếp. Controller của chúng ta nó sẽ sử dụng cái router đây để nó định ra cái hàm nào được làm ở trong này. Thì trong này chúng ta nhìn thấy là có mấy hàm tất cả. Ta thu nhỏ này lại, ta nhìn thấy này. Hàm hiện danh sách, hàm sâu sinh viên, hàm xóa sinh viên, hàm ghi sinh viên. Với namespace là quản lý điểm. Quản lý điểm là namespace đây. Đấy. Được nằm trong controller. Còn chỗ đây gọi là các thư viện ta mang ra dùng. Thư viện ta tạo ở model thì ta tạo một cái lớp trong model là quản lý điểm model. Còn hai cái này là ở trong nhân của Codeine. Nó giúp chúng ta thực thi giao diện tốt hơn. Đó. Rồi. Đến phần hiện danh sách. Những phần này thì nói phần trước rồi. Như section validate. Backer section chúng ta chưa dùng. Chúng ta mới dùng validate. Validate là kiểm tra là chúng ta nhập trên form có đúng số ký tự không và nằm trong vùng mà chúng ta kiểm soát không.
Ví dụ chúng ta nhìn ở đây, đây là phần kiểm tra khi bên form trong cái bảng danh sách nó hiện ra. Để ta nhập vào thì nó yêu cầu là min là bằng 3, ký tự max là bằng 255. Cú pháp của nó như vậy là cái ô checkbox họ tên đấy. Đấy, ô giới tính thì nó yêu cầu như này, ô quê nó yêu cầu như này, ô tuổi thầy không yêu cầu thì thôi. Thì vậy chúng ta là kiểm tra cái mảng này nhập vào nó ra sao. Tiếp theo đó thì chúng ta vẫn phải có một cái hàm là file ôn sinh viên để tìm hiện ra cái list danh sách. Và nó hiện ra đây. Đấy. Sau đó lại quay trở về đây để cho chúng ta nhìn thấy cái danh sách được hiện. Thì đây là phần hàm người ta gọi là hàm ghi sinh viên. Đó. Bây giờ ta sẽ điều khiển nó để nó có thể nhập được danh sách. Hàm nhập danh sách. Thì ở danh sách của chúng ta hàm nhập, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sửa ở đây thì nó sẽ hiện ra tên của người trên đây. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong cái view. Bởi vì cái gì hiện ra là phải qua view hết. Các bạn nhớ nhé. Rồi. Đấy, thì đây là phần xóa. Đây. Sửa xóa, đúng không? Xóa của chúng ta là ngon rồi. Đây là xóa rồi. Đấy. Cái này là nó xuống dòng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái nút này lên trên một nút nữa. Chúng ta copy để làm hàm sửa. Copy. Và thầy xóa cái phần tuổi trên này đi. Đấy. Thầy cho thêm nút này. Thầy cho thêm ô. Ô này là ô xóa danh sách. Thì bây giờ thầy ghi chỗ này là sửa. Sửa danh sách bằng cái gì? Thì chúng ta thấy là ở xóa nó sẽ kèm theo một cái ID sinh viên để đưa lên. Thì nó xác định được là cái nút vào của ID sinh viên để nó xác định xóa ai. Thì tương tự ở đây chúng ta chỉ ghi chỗ này là sửa. Sửa. Đấy. Còn từ đây đến đây là giống nhau. Chỉ có khác hàm xóa và hàm sửa được gọi ra từ đây. Đây là hàm sửa, còn đây là hàm xóa. Còn đây là ID. ID lấy do SV này sinh ra. Đấy. SV trong vòng for này được sinh ra là SV là ID sinh viên. Bây giờ chúng ta chạy lại. Chúng ta chạy lại cái đó. Chúng ta nhìn thấy này. Thì refresh lại trang. Này ở nút này là sửa ID viên là 14. Đã ấn vào. Nó đã báo lỗi là không đến file sửa. Cái này là đúng. Bởi vì tại sao ta chưa làm hàm sửa trong controller? Nó sẽ không tìm thấy. Đúng các em? Không tìm thấy. Vậy thì ta phải vào controller để ta làm tiếp cái việc. Đây ta lại lên controller, ta vào đây. Và thầy cho thêm một hàm nữa là public function sửa sinh viên. Đấy. Sửa sinh viên này chúng ta phải có cái thân hàm bên trong. Ở trong phần xóa sinh viên, các em nhìn thấy là ở đây phần xóa sinh viên chúng ta thấy là khi mà ta kích vào nút xóa thì nó sẽ gửi cho chúng ta lên một cái ID.
ID này nằm ở đâu. Đó. ID nằm ở đây, nó sẽ nằm ở chỗ thứ tự đây. Chỗ này là xóa. Thế thì nó, chúng ta sẽ đếm là có mấy phân đoạn tính từ index về nha. Thì gồm có quản lý điểm là 1 này, danh sách là 2 này, sửa là 3 này, và 14 là một số. Nó sẽ đứng thứ tự số 4, tức là 1, 2, 3, 4, đúng không em? Vậy thì chúng ta làm ở phần sửa như sau. Phần sửa đầu tiên, thầy gọi echo, thầy làm động tác là thầy kiểm tra xem sửa là bằng bao nhiêu nhá. Thầy sẽ lấy này, mã số sinh viên thì đặt tên như thế, bằng zquest ori và get segment số 4. Đó, số 4. Và thầy thử echo cái mã sinh viên này ra xem nó có đúng không. Hiện ra màn hình, enter. Rồi, khi lấy ra được rồi thì bây giờ chúng ta phải vào router để ta đưa ra một đường dẫn để nó chạy đến sửa. Lúc này chúng ta vào router, rồi chúng ta copy cái phần xóa xuống. Thầy bôi đen hết, nhấp đôi bôi đen, copy đưa xuống. Đó, thầy paste ra. Thầy ghi chỗ này là sửa sinh viên. Đấy, đúng không? Đường dẫn nó đúng đến tất cả trên này là controller nhá. Controller ở trong router là nó chỉ làm việc với controller thôi. Đây là tên của phần danh sách lớp đây. Và trong đó có hàm sửa. Và cái số này, any này chính là cái phần mà cái con số nó hiện ra, thì chúng ta cũng đi vào đây là sửa. Đấy, đã làm xong cái router này xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lên trên, ta trở về danh sách. Đúng rồi. Nào, bây giờ thầy sửa bạn Trần Thị Hoa nhé. Ấn 14 đúng chưa? Đúng rồi, ra con số 14 là cái con. Thầy ấn bạn Đỗ Thị Hồng, ra 15 đúng chưa? Đúng rồi, nó nhập ở trên đấy. À, nó hiện ra trên đấy, 19. Đó. Tức là ở cái hàm ghép này, cái hàm get segment này, đấy, ta echo cái mã sinh viên ra, đúng chưa? Rồi, đến đây nhá, nó sẽ lấy cái con số 4 đấy. Con số 4 là nằm ở phân đoạn 4, còn nó là ra con bao nhiêu thì nó ra, đây là chỉ số của phân đoạn thôi. Đấy, qua cái hàm này. Bây giờ thầy sẽ lấy anh Trần Thị Minh sửa ra 19, đúng chưa các bạn? Trần Thị Minh 19 đây. Đỗ Thị Phương nó đắp ở chỗ này, ta sửa xem nó ra bao nhiêu. Ra 20 đúng rồi. Đó. Rồi, thế là nó lấy ra được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm sinh viên đó để hiện ra cái text box sửa. Đã xong rồi thì bây giờ ta mới đi tìm sinh viên. Nhá, tìm mạng. Được chưa các em? Sửa rồi nha. Thì bây giờ thầy bắt đầu mới lấy cái anh sinh viên kia ra. Thầy tạo một cái bảng A là hồ sơ. Thầy bằng zip quản lý điểm pointer là cái con trỏ, là bao gồm toàn mô đồ. Đấy, đó là quản lý điểm mô đồ, bao gồm toàn mô đồ luôn. Và nó sẽ lấy ra ta là file sinh viên by ID. Đây, cái này là cái chúng ta lập trình.
Và ta đưa mã sinh viên truyền vào. Mã sinh viên truyền vào. Đó. Bây giờ thầy va đăm là để sửa lỗi. Va đăm là để nhìn dùng lại. Thầy cho cái này là A. Và bây giờ các bạn thử nhìn nhé, xem chúng ta thấy là thông tin của bạn đó sẽ được hiện ra như thế nào so với cái hàm sự. Đó. Bây giờ này, các bạn chú ý vào bạn Hoàng Thị Hạnh, thầy ấn nút sửa. Đấy, thì nó ra là Hoàng Thị Hạnh, nữ, quê Vĩnh Phúc, tuổi 20. Đúng chưa các bạn? Đúng rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta nhìn thấy chỗ này nó như này. Đấy, được hiện ra. Vậy thì ta phải truyền vào trong cái bảng, trong cái view này, view danh sách lớp này. Nhưng trong view, trong cái view trong danh sách lớp của chúng ta, nó lại gồm rất nhiều tham số, truyền cả một loạt danh sách và một loạt hồ sơ. Cái hồ sơ là riêng cho một bạn, thì bây giờ muốn truyền vào nhiều. Cái này các bạn chú ý nhá, cái này giống trong Laravel, nó sẽ dùng width của nhiều cái. Thì bây giờ ta sẽ làm như sau. Cái Laravel bạn nào chưa học thì thôi, các bạn theo dõi tôi. Đây chúng ta cho mã số sinh viên, enter vào. Đúng. Bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái hàm trong lúc sửa. Thầy sẽ sử dụng nó một cái mảng. Mảng này cũng là một mảng A. Mảng A này bao gồm có hai phần tử. Thế thì muốn có hai phần tử thì thầy bằng như này. Đấy, và thầy xóa cái hồ sơ này đi. Xóa cái móc vuông thì thầy cho thêm cái này. Nhá. Rồi chỗ này thầy truyền vào. Truyền vào một cái nữa là đây. Sinh viên file on. Đó. Cái sinh viên file on này là để cho hiện ra danh sách. Thì chúng ta vẫn phải cho xuống cái mảng trong cái lúc sửa để nó hiện ra cùng. Đó. Và chúng ta đóng móc vuông lại. Phải. Và cái này thì các bạn lại phải cho là như này. Xóa cái A đi. Vì mảng A đứng ngoài bên ngoài rồi. Để nó truyền, nó gọi vào bên trong thì chúng ta mới có biến sinh viên được, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ là ghi là echo nào, echo đường dẫn view, view xuống, đúng chưa? View. Rồi chúng ta xuống này, quản lý điểm. Quản lý điểm, quản lý điểm là thư mục của view nhá. Sau đó xuyệt ngang một cái đến lớp danh sách, đặt đến cái file danh sách. Danh sách. Cái này các bạn không cần phải đuôi PHP nữa vì nó tự hiểu. Đấy là đuôi PHP. Và các bạn phẩy cho thầy cái này là A. Vậy cái mảng A này nó khác với hai mảng trên. Mảng A ở đằng trên thì nó là chỉ có mỗi là file on sinh viên thôi. Nhưng mảng này nó lại hai phần tử, một cái hồ sơ để gửi vào trong cái form, và sinh viên thì nó gửi vào trong cái bảng. Các bạn chú ý nha, hồ sơ thì gửi vào trong form, sinh viên thì gửi vào trong bảng. Đấy, thì nó mới truyền được, đúng không? Echo view. Đây. Sửa sinh viên. Ấn vào nút sửa thì nói. Thế bây giờ ta thử vào nút sửa nhé, để xem nó hiện bảng chưa, vì lúc nãy là nó chưa hiện bảng mà nó chỉ hiện mảng thôi. Ta thử như thế. Vào đây. À,
nó bảo đối số của view ở dòng số 175. Đối số của view. Thế bây giờ ta xem view ở trên này xem. Quản lý điểm danh sách lớp đây. Thế copy chỗ này cho nó chính xác luôn nhá. Ok rồi, chắc là đúng rồi. Bây giờ chúng ta lại chạy lại cho thầy. Sửa, đấy, ra rồi. Đúng không? Ấn vào sửa nó ra. Tức là nó lại gọi lại đúng cái hàm này, đúng cái bảng này. Bây giờ các bạn nhìn thấy ta truyền được hai biến, biến hồ sơ và biến sinh viên. Biến sinh viên ta không khai thác nữa mà ta lấy biến hồ sơ trong cái mảng A này. Hồ sơ lúc này nó là một biến, nó là key của mảng A, key 1, còn sinh viên là key 2. Vậy thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong phần nhập, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần view để ta khai thác cái biến hồ sơ. Ta vào đây nhé các bạn nhé. Vào danh sách. Ok. Đấy, bây giờ ta không quan tâm đến bảng nữa, bảng phía dưới rồi. Ta quan tâm đến phần form. Ta quan tâm đến phần form. Thì phần form của chúng ta nó sẽ chạy như thế nào? Phần form của ta như nào? Các bạn cho thầy một cái vòng for trên này. PHP. Rồi. Đóng PHP lại. Rồi, ok. Ta for ít. For ít này, trên for ít thì các bạn đánh cho thầy chữ cái là ít tồn tại. Nếu tồn tại mở ngoặc ra is. Còn các bạn cho thầy là hồ sơ. Đấy, chúng ta đang làm với cái hồ sơ mà vừa truyền vào nhá. Hồ sơ truyền vào trong controller đấy. Nếu tồn tại thì làm cái for này. Các bạn nhớ nhá, nếu tồn tại làm for. Rồi nếu tồn tại làm for thì trong for cũng phải có một cái cửa mở ra. Đó, for. Và bây giờ chúng ta thay trong for này. Hồ sơ ask. Add cái gì? Add cái từng hộp một, người ta ghi là chủ item đi. Đó. Nếu hồ sơ add item. Và cái vòng for này nó nằm ở trước form thì chúng ta phải kết thúc ở cuối form. Cuối form thì các bạn chẹn hai đầu cho thầy. Nha. Các bạn chẹn cho thầy hai đầu. PHP. Thầy chẹn ở đây là gồm một cái cho for này, một cái cho if này. Đấy, chẹn ở đây.
đúng không các bạn? Mở hai cái thì phải chẹn hai cái này rồi, và kết thúc của cái trong này nó là PHP để ta xen kẽ vào trong HTML. HTML này thì các bạn copy và bài ở bài trước thì đã dặn rồi, chúng ta copy trên Bootstrap mà ta sửa ở bài kia, được chưa? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cho cái giá trị được hiện ra, cái giá trị được hiện ra, các bạn hiểu chưa? Tức là giá trị được hiện ra. Vậy thì trong đây chúng ta chưa nhìn thấy chỗ nào là giá trị cả, được hiện ra được cả, đúng không các em? Chúng ta chưa có chỗ nào hiện ra cả khi mà ta gọi nút sửa. Đó, chưa gọi nút sửa thì nó không ra, đúng không? Và ta chặn bằng hàm bằng một cái mệnh đề if rồi thì có nghĩa là dù hồ sơ chấm thì nó và giá trị bằng rỗng, còn nếu không thì giá trị bằng vẫn giữ nguyên bình thường thì nó sẽ không là gì cả. Ở trên này bây giờ các bạn nhìn thấy từ chỗ này nhá, từ chỗ này thì nó sẽ thay cho chúng ta là value, được chưa? Rồi các bạn ghi cho thầy chữ chặn hai số, chặn PHP vào, ta cho dấu hỏi và bằng. Cho dấu hỏi và bằng. Thầy cho chỗ này là item, mũi tên ra là họ tên, đóng cái này lại. Đấy, tương tự chỗ họ tên rồi, bây giờ giới tính, giới tính cũng như vậy, value bằng item, ở đây là giới tính. Tương tự đã làm cho quên, các bạn cho thầy value bằng để nó hiện ra cái sửa đó. Nếu không chúng ta không đưa ra thì chúng ta không sửa được, đúng không các bạn? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho là đây, chúng ta đưa vào đây nó sẽ là item. Ở đây chúng ta cho là quê, đóng nó lại. Đấy, chỗ nào đóng rồi thì nó không báo lỗi nữa. Chỗ tuổi, tuổi chúng ta cũng cho value bằng. Ai cầm, và chúng ta cho tuổi. Bây giờ chúng ta thử xem nhé, xem nó chạy đúng không. Đây, bây giờ thầy nhắc vào chỗ sửa thì ra chưa? Đấy, ra rồi, đúng không? Rồi bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Thế Thành, đây ra rồi. Rồi bạn Đỗ Thị Hương, Đỗ Thị Hương ra quê luôn, tuổi luôn. Thế bây giờ chúng ta sai ai thì ta lúc này ta mới sửa vào, đúng không? Đấy, sai của ai mới vào. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy, value là nhận cái giá trị cũ để đưa lên.
ra value nhận giá trị cũ để đưa lên các bạn nhé. Khi đã ấn thì ấn sửa nó sẽ đưa lên, đúng chưa nhỉ? Bây giờ các bạn nhìn nhé, sửa đấy, độ nâng về của, đúng chưa nhỉ? Ngon là nhìn đào đúng không? Bây giờ cái sửa đó là của bạn 19, bạn số ID 19, đây 19 Trần Thị Minh đây. Thì chúng ta phải nắm giữ được cái con 19 này, Covid-19 này, để nó có thể là khi mà ta sửa xong, ví dụ thay bạn Minh bằng bạn Nam chẳng hạn, hay bạn gì đó thì chúng ta ghi vào, hay là quê khác thì các bạn có thể sửa thành là Sơn La. Đấy, thì do ta ghi vào thì nó sẽ ghi đè lên các bạn, bạn Covid-19 Trần Thị Minh này, nó thay Hà Nội thành Sơn La. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Rồi nhá. Thế bây giờ ta phải nắm được cái con Covid-19 này, nó nằm ở xếp mình mần bao nhiêu nhỉ? Phân đoạn bao nhiêu? 1, 2, 3 và 4, đúng không? Nó sẽ nằm trong phân đoạn 10, phân đoạn 4, 1, 2, 3, 4. Thế là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về. Quay trở về cái phần ghi. Đấy, sửa đây rồi. Phần ghi của chúng ta ở đây là ghi mới, tức là ID của nó là chưa có, đúng không các bạn? Khi chúng ta ghi mới thì sẽ không có ID, và khi chúng ta sửa thì nó sẽ có ID. Các bạn hiểu chưa? Vậy thì phần này chúng ta sẽ làm như thế nào? Phần này làm thế nào? Thì ta sẽ ghép gộp luôn vào đây, vừa thêm mới vừa sửa. Bộ phận này là thêm mới nha, các bạn làm một cái dấu này, thấy như là thêm mới. Hay thầy cho một cái đó, thêm mới nha, thêm mới bạn, thêm mới một bạn đó. Còn chỗ này thì thầy ghi là sửa một bạn, đúng không? Thêm mới một bạn và sửa một bạn. Ngon rồi. Thêm mới một bạn và sửa một bạn. Rồi. Thế bây giờ việc của thầy là phải phân tích được khi thêm mới thì nó sẽ không có cái này. Ví dụ chúng ta thêm mới, chúng ta chỉ từ đây đến đây thôi, hiện danh sách. Hiện danh sách của chúng ta hiện nay là mất, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sang phần hiện danh sách. Phần A này là phần hiện danh sách ra. Thì cái mảng ở dưới này nó là gồm có cả hồ sơ. Mảng hồ sơ. Rồi. Thế thì bây giờ các bạn làm đến đây nhé, làm đến đây rồi thầy ghi video lại, xong tiếp theo thì lát nữa thầy sẽ dạy tiếp chúng ta sao cho cả phần hiện danh sách và cả phần sửa và phần thêm đều được hiện ra, chúng ta mới được phần thêm và phần được phần sửa rồi, phần xóa rồi, đó là được hai phần, đúng không em? Bây giờ video thầy dừng tại đây để nó khỏi nặng và chúng ta tiếp tục làm phần tiếp theo.
Bạn chú cho thầy hồ sơ là để thầy truyền vào form, còn sinh viên thì thầy truyền vào bảng nhá. Nó truyền hai cái đấy, truyền thông qua một cái mảng hộp chung là mảng A. Cả lớp nhớ chưa? Đấy. Rồi thì bây giờ thầy sẽ dừng lại tại đây để chúng ta vào một video tiếp theo.